Hiếu xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn. Xin chúc cả nhà ngày mới luôn vui vẻ mạnh khỏe nhé. Thì sáng nay Hiếu vẫn tiếp tục công việc để hoàn thành nốt cái ao của mình cả nhà. Lợi dụng cái dòng suối ở phía trước này, Hiếu sẽ đắp và ngăn lại thành một cái ao nhé. Hy vọng nó sẽ thành công. Và cả nhà cùng đón xem quá trình Hiếu thực hiện cái ao này như thế nào nhé.
Vậy là không uổng công sức mà Hiếu đổ ra. Phải nói là giống như cha ông ta thường nói là đào đất cất gỗ cả nhà. Cái công việc khi mà mình làm liên quan đến đào đất này rồi là giống như làm gỗ làm nhà rồi này kia, phải nói là bỏ ra công sức rất là nhiều mà mệt. Và sau bao nỗ lực và cố gắng thì Hiếu đã hoàn thành xong một cái đê chắn để mình chắn nước cái đoạn suối này thành một cái ao này. Bây giờ thì Hiếu tạm thấy là cái mặt nước cũng khá ổn thôi. Hai bên thì Hiếu cũng đã xả nhé, xả qua và hất đất lên để tạo thành cái đê này, vì hai bên đá nhiều nên đào rất là khó và cứng này. Không biết là cả nhà dự đoán là Hiếu làm cái ao này trong thời gian bao lâu? Công sức đổ ra cũng khá nhiều, nhưng mà cũng không do là mình lợi dụng được cái địa thế của cái dòng suối nên là Hiếu chỉ mất đến giờ phút này là hơn 4 giờ đấy cả nhà, hơn 4 giờ chiều. Hiếu cũng vừa cầm điện thoại xem và nãy giờ thì đang căn cái mặt nước này, vừa làm thêm một cái ống xả tràn ở đây nữa mình phòng nhé. Nãy giờ Hiếu đang căn xem cái mặt nước có lên nữa không, thì nếu mà lên thì cái ống xả tràn này nó sẽ chảy nữa, thì mình nghĩ là hai cái ống này nó sẽ giữ được cái mặt nước thăng bằng rồi, vì nước nguồn nước ở đây rất là nhanh. Khi mà Hiếu bắt đầu đắp cái này là tầm hơn 11 giờ thì bắt đầu đắp, mà đắp mà bây giờ là 4 giờ 11 12 1 2 3 4 ồ tính ra là cũng hơn 4 tiếng à. 5 tiếng à. Là bây giờ nước đã ổn định được cái mặt bằng nước này. Bây giờ thì cả nhà xem khi mà có cái mặt nước khá là đẹp, căn nhà nổi lên này. Những cái bóng cây nó in hình ở dưới luôn. Khi mà nước trong thì Hiếu nghĩ là còn đẹp nữa. Nguồn nước ở đây thì lạnh nhá, nước suối ở đây thì lạnh nên là Hiếu cũng không biết là nên nuôi cái dòng cá gì. Cả nhà cho Hiếu cái ý kiến là những cô chú anh chị, các bạn nào mà có kinh nghiệm về nuôi cá về ở những cái nguồn suối này này mà có thể phát triển sinh sôi nảy nở được thì cho Hiếu ý kiến với nhá, bình luận comment cho Hiếu biết với. Wow, bây giờ thì tạm thời mình sẽ để căn cái mặt nước này xem sao cả nhà nhé. Nếu không tối mà mình ngủ mà không biết mà nước nó dâng quá thì nó sẽ vỡ cái đê này là cũng uổng công những cái ngày mà mình đào. Hiếu xin chào buổi sáng cả nhà. Đêm qua thì Hiếu đã dậy và kiểm tra mấy lần qua cái mặt ao cũng như là cái bờ đê có sự cố gì không. Nhưng cũng may là Hiếu đã kịp thời làm những cái ống xả tràn. Cái lượng nước ở phía dưới đáy thì vẫn chảy cả nhà, bởi vì ở dưới cái đáy của lòng suối thì cũng ngầm đá nên là nước chảy ngầm nhé. Cũng may là cái mặt nước vẫn giữ được ổn định. Và sáng nay thì Hiếu nhìn qua thì thấy khá là trong hơn một chút rồi. Cả nhà xem buổi sáng vào đây này, và cái mặt nước trong lên cái bóng nhà và cây tỏa xuống nhìn cũng khá là thú vị đấy. Thì chắc là video hôm nay thì Hiếu cũng xin phép được dừng tại đây. Để Hiếu sẽ kiểm tra thêm cái mặt hồ cũng như là cái bờ đê này thêm mấy ngày nữa nhé cả nhà. Khi mà được chắc chắn cũng như là mặt nước ổn định rồi thì lúc đó Hiếu mới bắt đầu tính đến việc là mình thả thêm một ít cá con giống vào đấy cho đẹp. Thì bây giờ Hiếu xin phép được chào, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ Hiếu trong suốt video ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye cả nhà.